Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết sáng ngày 19 tháng 7 của chúng tôi. Thưa quý vị, mưa lớn kèm dông lốc từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Kiên Giang. Đã có 45 căn nhà bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn kèm dông lốc. Hòa Bình là địa phương bị thiệt hại nặng nề, 2 người tử vong do đuối nước và sét đánh. Khoảng 82,5 ha lúa hoa màu bị thiệt hại, 79 con gia súc gia cầm chết. Trước tình trạng mưa còn tiếp diễn tại các tỉnh thành phía Bắc, hiện nay hai hồ chứa Thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang vẫn đang duy trì xả lũ. Trong đó, hồ Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy, còn hồ Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy. Cơ quan khí tượng Thủy văn cảnh báo, mưa to trong nhiều ngày kết hợp với các hồ Thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang mở cửa xả đáy có thể khiến mực nước các sông, trong đó có sông Hồng lên cao, đồng thời gây nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt ven sông suối, vùng núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân sinh sống ven sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, trong những ngày hai hồ Thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang mở cửa xả đáy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị các quận, huyện, thị xã chủ động ứng phó. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay, 19 tháng 7. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, sau đó có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ dao động trong khoảng 23 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển, sáng có nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 24 đến 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 23 đến 32 độ C.